Hello, xin chào mọi người. Rất vui vì mọi người đã đến với kênh Nông Dân TV của mình. Hôm nay mình có một chút kinh nghiệm muốn chia sẻ đến anh em. Cách SEO từ khóa video. Nghe hấp dẫn đúng không anh em? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách SEO từ khóa video trên laptop. Không biết nó có bị ảnh hưởng gì không, nhưng mà theo mình nghĩ cái cách này là cái cách cũng khá là đơn giản cho các anh em dễ làm. Đây, trước tiên là mình vô Google Chrome. Đây, tôi đã vô Google Chrome sẵn. Mình bấm vào bên YouTube. Mọi người nhìn cái mũi tên của mình, cái con chó của mình nè mọi người. Giờ bấm vô. Nó sẽ hiển thị ra cái trang chủ của YouTube. Đây, mình sẽ bấm qua cái phần kênh của bạn. Thấy là đây kênh của bạn nè, trên màn hình chớp chớp nè, nó bấm vô kênh của mình. Đây, trong đây mình có mấy cái kênh, mấy cái video mình đã vừa chỉnh sửa lại rồi, do mình có bị một vài cái thông báo là cái cách SEO video của mình bị ảnh hưởng đó, nên mình muốn làm một cái video này cho các anh em mới tập làm YouTube cùng chia sẻ kinh nghiệm. Mình cũng nhận được một số lời khuyên từ các anh em, cho nên mình rút ra kinh nghiệm. Và cái cách SEO trên máy tính rất là đơn giản anh em. Anh em đợi mình tí, mình cân chỉnh cái máy cho nó cân bằng lại chút. Đây là cái kênh của mình. Các anh em bấm vào phần video. Bấm vào kênh của mình xong anh em bấm vào phần video, anh em vuốt lên. Đây. Cái video này là mấy cái video mình đã chỉnh sửa lại hết rồi. Sắp tới ngày 10 tháng 12 rồi anh em. Lúc này tới cái ngày đó thì YouTube nó sẽ quét, nên những cái video nào bị lỗi, bị spam rồi đó, nên anh em bắt đầu ngay lúc này là vừa. Mình sẽ hướng dẫn anh em cách để SEO từ khóa video. Đây, cái video này mình đã chỉnh sửa xong rồi. Để mình demo cho anh em một cái video mà mình chưa có chỉnh sửa. Rồi ok, cái video này mình đã chỉnh sửa xong. Có video này. Đây, mình sẽ click vào cái video mình gọn đây. Ok, để mình tắt tiếng nha mọi người. Đó, mình sẽ click vào cái video đây, mình gà xuống. Anh em thấy cái phần chỉnh sửa video, để mình lấy nét ra cho anh em dễ xem. Anh em bấm vào phần chỉnh sửa video nha. Bấm vô. Đó, nó sẽ chạy qua bên đây, chi tiết video. Ý mình muốn nói đây là cái từ khóa dễ bị spam nhất là đây. Anh em nhìn thấy nha. Mình lấy nét lên tí. Zoom gần tí luôn. Đó, zoom gần tí cho anh em dễ nhìn. Ở đây. Đây lúc trước mình không biết, mình để là đây, thằng Nông Dân TV. Bây giờ mình không có được để như vậy nữa. Mình cứ để Nông Dân TV bình thường hoặc là cái tiêu đề gì đó. Là Nông Dân TV lần đầu lần đầu tiên khui sầu riêng và cái kết thầy lầy. Giờ mình sẽ bỏ cái chữ cái từ SEO trên tựa đề video này, nhấp vô một cái mình bấm xóa bỏ hết. Anh em thấy đang xóa. Mình cứ để vậy thôi, giờ không có được SEO như vậy nữa. Rồi mình muốn nó hiển thị lên như mấy cái video mà mấy người làm lâu năm hay để, thì mình chỉnh xuống dưới này, chỉnh xuống phần mô tả. Em muốn nó hiển thị cái chữ màu xanh, cái áp tab chữ màu xanh ở trên phần tựa đề video của mình đó, thì mình xuống phần mô tả này mình chỉnh dưới này. Đây, xin chào các bạn. Hôm nay lần đầu tiên khui sầu riêng, thật sự nên hơi lè lội chút xíu. Thì trong đây thì mọi người có hay xem kênh của mình thì mọi người đọc thì mọi người cũng đã hiểu, cho nên mình xin phép không có đọc ở đây nữa. Ở đây mấy cái từ khóa sầu riêng nè, cách bổ sầu riêng bằng dao chặt thịt, vân 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 vân. Muốn SEO cái tên kênh của mình lên đây thì các bạn bấm khoảng cách, bấm dấu thăng một cái. Thì như mình là cái kênh Nông Dân TV nên mình viết không cần dấu. Dân TV. Rồi các bạn ở đây nó chấm rồi cho nên mình khỏi cần chấm. Mình vuốt xuống dưới.
Còn cách hữu hiệu nữa là cách mình sell cái thẻ đây. Cái thẻ này là mình Nông Dân TV lần đầu khu Sào Tiên riêng. Các bạn ở đây các bạn được quyền bỏ dấu hoặc không bỏ dấu nên tùy thích. À, khu Sào Tiên này mình để đây là khu Sào Tiên. Này cách khu Sào Tiên. Các bạn sell càng nhiều từ khóa có liên quan đến cái clip của mình thì càng càng tốt. Thí dụ ở đây mình khu Sào Tiên. Đây, Nông Dân khu Sào Tiên đây mình thêm một cái thẻ nữa là khu Sào Tiên bằng dao chặt thịt. Ok mọi người, lúc nãy điện thoại mình vừa mới rớt cho nên mình bắt đầu làm lại. Nãy mình nói tới cái lúc mà sale cái thẻ tát của mình đó mọi người. Đây, nãy mình đang bấm đó. Nãy mình đang bấm tới cái đoạn khui sầu riêng, chữ riêng bằng dao chặt thịt cho nó hoành tráng mọi người. Rồi bấm đây mọi người, bấm cái dấu phẩy, mọi người bấm dấu phẩy là tự động nó sẽ hiện ra gì. Muốn thêm một cái nữa cho nó ngon lành rồi bấm chữ dao chặt thịt để cho nó nghe nó hơi hoành tráng. Mọi người bấm cái thẻ tát này biết để làm chi không? Có khi một số bạn mà người ta lên mạng người ta tìm kiếm, người ta không có xuyên viết chữ bỏ dấu á. Ví dụ người ta muốn tìm hiểu một cái gì dao chặt thịt thì người ta viết dao chặt thịt, cái nó tự động nó sẽ nổi ra cái video của mình. Thì lúc đó thì người ta thấy lạ, cái do cái hình, do cái hình bên đây nè, hình đây mình làm cái hình, hình nền video đó mọi người, nhìn thấy là lạ, cái có cái cây dao trong đó đó, thì người ta sẽ bấm vô người ta xem. Nên lúc người ta xem thì cái video của mọi người thì nó sẽ xem được nhiều hơn. Rồi bắt đầu mình viết thêm một cái từ khóa từ thẻ táp là dao chặt thịt. Phải là một cái viết dao chặt thịt. Rồi giờ mình phải đó. Vậy là xong. Rồi mình giờ quay bên đây chút xíu. Mình vuốt lên trên. Nên nó có chữ lưu nè, mọi người thấy chữ lưu màu xanh đây không? Đây. Nó có chữ lưu màu xanh đây nè mọi người. Đó, xong hết rồi, các từ khóa đã xong hết rồi. Đó. Đây mình có viết vô đây. Rồi mình bấm lưu. Đó, nó đang lưu. Rồi mọi người xe về bên đây, chở ra. Trên đây có cái mũi tên chở ra. Đó vậy thôi. Vậy là đã xong, mọi người thấy nè. Bây giờ là mấy cái chữ hồi nãy là không còn, giờ Nông Dân TV lần đầu tiên khui sầu riêng và cái gách thầy lầy. Mấy cái từ khóa nãy mình xóa, giờ mình nó còn một hàng chữ xanh ở trên. Nếu mọi người không hiểu, mình sẽ làm thêm một cái video nữa. Tại giờ sẵn dịp mình đang chỉnh sửa cái kênh của mình, cho nên mình làm vài cái video nữa cho anh em, cho anh em dễ nắm bắt hơn. Ok, mình sẽ làm thêm một cái video nữa. Giờ bắt đầu lại. Nãy mình đang làm tới cái khu sầu riêng đây nè. Thí dụ đây anh em nhìn kỹ nha, cái chỗ video là mình zoom gần cho anh em xem, đến máy ngày một chút. Cái video bên đây nè, zoom lên chút xíu nữa cho anh em gần. Đây cái video đây là có chữ nè, anh em thấy cái con chó Nông Dân TV này, gạch cái Nông Dân TV nè, review chùa Long Bủ. Ý mình muốn nói đây là cái chỗ này, cái chỗ cái từ khóa Nông Dân TV có dấu thân nè. Mọi người thấy có dấu thân nè. Sau khi mọi người nó đang quay trở lại, sẵn vô đây mình chỉnh luôn. Ý mình đang nói cái từ khóa đây, vô mình để vô chữ tự chỉnh quy dấu nè. Đây, bấm vô. Như này nó sẽ tự động chạy qua chỗ tùy chỉnh video. Bây giờ bắt đầu mình xóa. Anh em nhìn cái chỗ từ khóa nãy mình để nè. Đây, tiêu đề bắt buộc. Mà ở đây mình không được viết cũng dài quá. Nó chỉ cho mình viết 100 chữ à. Giờ mình xóa bỏ cái chữ này.
mình đang ghê con chó lại cái chỗ này, mình bấm một cái bắt đầu mình xóa trên, xóa trên bàn phím đó. Vậy thôi, Nông Dân TV review chùa Long Vũ, hay là anh em viết cái sale cái tiêu đề nào mà cho nó hấp dẫn chút cũng được, nhưng mình thì mình thích viết ngắn gọn vậy thôi. Còn trong đây thì mình thêm vô cái dấu thăng với cái tên kênh của mình. Trong đây mình có viết mấy cái nè, mọi người nhìn thấy chỗ cái nhỏ chớp chớp nè, review chùa Long Bủ, tới chùa Long Bủ, thì mình viết thêm một cái nữa là Nông Dân TV, chợ Nông Dân TV đứng đầu đi, mình gài cái chỗ mình ở đây. Ghen chỗ mình ở đây, bấm một cái rồi mình viết cũng gây cái dấu thăng luôn nha mọi người. Xin lỗi mọi người, mình chưa có khoảng cách chỗ này một cái. Dấu thăng luôn nha mọi người, đấy, Nông Dân. TV đó, vậy thôi. Mình vuốt xuống dưới, mình coi có cần chỉnh thêm cái gì không, cần thẻ tab gì thêm không. Đây, review chùa Long Bủ, đây cũng review chùa Long Bủ hai cái, một cái mình có viết là để chữ có dấu, ở đây mọi người được quyền để dấu, còn ở trên mô tả này mọi người không có để dấu, để dấu nó sẽ không có hiển thị ra, cho nên mình sẽ viết ở đây. Mọi người viết càng nhiều thẻ tab thì cái video mọi người sẽ nhiều người tìm kiếm hơn. Ví dụ chùa Long Bủ có dấu, còn mấy người ta thích bỏ dấu, còn mấy người không thích bỏ dấu thì người ta viết không bỏ dấu, nó cũng hiện ra là hết luôn. Bây giờ mình viết ở đây thêm là ở đây review chùa Long Bủ hai cái là có dấu và không dấu, ở đây mình viết thêm chùa Long Bủ. Ok, mình quên bấm đây cái, nhấp chuột cho đây cái nó mới cho mình viết chỗ này, viết chùa khỏi cần dấu cũng được. Viết chùa Long Bủ rồi, mấy mọi người cũng bấm như nãy, cũng bấm dấu phẩy. Mình ghê máy ra giúp cho mọi người dễ thấy đó, mọi người bấm dấu phẩy. Bấm dấu phẩy là tự động nó ra cái mấy cục màu xanh xanh này liền. Bấm dấu phẩy phẩy một cái. Đó, mọi người thấy không? Và mình muốn viết tên kênh mình thêm luôn cũng được. Viết Nông Dân TV cũng được, nhưng mà tên kênh trên kia có rồi thì không sao, mình khỏi cần viết. Đây mình viết thêm một cái thẻ tab nữa là ngôi chùa Linh Thiêng đi. Thường thường mấy người hay tìm đến những ngôi chùa tâm linh cho người ta hay tìm kiếm. Ngôi chùa Linh Thiêng, phải một cái là để ra tiếp đó nha mọi người. Mình càng viết thì nó càng nhiều, càng viết càng nhiều thẻ tab cũng được hết cho mọi người. Viết gì nào nó mình làm biến thôi, không có liên quan mấy cái từ trong cái, nó không có liên quan trong video mình thì mình không có viết, cái video mình có thì mình viết hết đây. Còn cái phần mà cài đặt nội dung nè, nội dung này không dành cho trẻ em, mà nội dung này không ở nội dung này dành cho trẻ em và nội dung này không dành cho trẻ em. Ngôi chùa thì trẻ em dĩ nhiên nó không có biết để mà ấy, đây mình sẽ clip vào đây nè, là ngôi cái nội dung này cũng không có khuyến khích cho trẻ em coi, trẻ em cũng không có nên đi trẻ em cũng không có thường xuyên coi mấy cái video này đâu, cho nên mình cài đặt và không dành cho trẻ em. Rồi vậy là mình bấm luôn luôn cái, giờ mình sẽ trở về coi nó có đó thay đổi được gì. Đó, mọi người thấy không, cái hàng chữ xanh xanh ở trên này, đây Nông Dân TV, review chùa Long Bủ, đây chùa Long Bủ đó, vậy là xong. Video mình làm rất là lành tàn, có 57 lượt like, 154 lượt xem. Rồi giờ mình trở ra mình tiếp tục chỉnh sửa các video khác. Thì mọi người có máy tính thì mọi người chỉnh nó dễ dàng hơn, còn cách trên điện thoại thì cũng đơn giản,
thì mọi người cũng vô kênh thì cũng chỉnh sửa video, cũng làm các thứ của Vegan gì. Thì đây mình còn mấy cái video luôn, bữa nay mình sẽ chỉnh sửa hết luôn, tại vì bữa nay cũng sắp tới ngày 10 tháng 12 rồi. Chính sách mới nó sẽ càng quét mọi thứ mà không tuân thủ theo cái quy tắc của YouTube ấy, thì nó sẽ càng quét hết, nên mình sẽ nhín thời gian mình cố gắng mình chỉnh sửa hết mấy cái video này luôn. Ok, video hôm nay mình xin phép được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like hoặc chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Nông Dân TV ngày một phát triển. Cảm ơn các bạn và các đồng nghiệp đã quan tâm và theo dõi video vừa rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn. Xin chào.